Còn tại công viên Văn Miếu, thành phố Cao Lãnh vào tối qua, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Cao Lãnh phối hợp với Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng 79 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2 tháng 9 với chủ đề Ngàn qua dân Bác. Chương trình gồm 10 tiết mục ca nhạc, ca cổ, múa do các ca sĩ, nghệ sĩ là hội viên, cộng tác viên, phân hội âm nhạc, phân hội sân khấu thuộc Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh và các em thiếu nhi trên địa bàn thành phố Cao Lãnh biểu diễn. Các tiết mục có nội dung ca ngợi Đảng, cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc, Bác Hồ kính yêu, quê hương đất nước, truyền thống cách mạng của dân tộc. Đồng thời ca ngợi hình ảnh quê hương Đồng Tháp, hoa sen, làng nghề du lịch, văn hóa. Từng tiết mục được dàn dựng công phu hoành tráng, rực rỡ sắc màu đã mang đến không gian nghệ thuật lắng động, ý nghĩa đối với đông đảo khán giả. Chương trình nghệ thuật đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong những ngày nghỉ lễ.